Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những buổi hội thảo trực tuyến sâu sắc với tựa đề Quân bình thiền ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại giúp tiến bộ tâm linh. Trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh và Trung Hoa vào ngày 21 tháng 2 năm 2019 tại vùng đất mới Đài Loan, còn được biết là Formosa. Chào mọi người, kính chào sư phụ. Love you. Thương quý vị, chúng con thương ngài. Được rồi, tôi chỉ muốn chào thôi. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Vì tôi chỉ muốn nhắc quý vị rằng trong thời gian quý vị có cơ hội ở trong đạo tràng đẹp đẽ này thì hãy thiền nhiều lên, ngoại trừ quý vị cần giúp đỡ trong nhà bếp hoặc đâu đó. Nhưng khi rảnh hãy tọa thiền, và những người không cần phải giúp nơi nào hết, nếu có thể thì hãy thiền cả ngày lẫn đêm. Và quý vị cần phải thiền âm thanh thiên đàng nội tại nhiều hơn nữa. Như bình thường, quý vị chỉ thiền âm thanh mỗi ngày một tiếng. Còn ở đây, quý vị phải thiền hơn gấp nhiều lần theo tỷ lệ. Như trước đây, một tiếng âm thanh thiên đàng nội tại và một tiếng rưỡi ánh sáng thiên đàng nội tại. Bây giờ ở đây, nếu quý vị thiền cả ngày, thì phải là gấp 8 lần như vậy. 8 lần của một tiếng âm thanh và một tiếng rưỡi ánh sáng. Bởi vì nếu quý vị không làm vậy, thì có quá nhiều năng lượng không thể điều hòa được. Bởi vì ánh sáng mạnh mẽ, quý vị phải điều hòa nó với âm thanh. Bằng không, quý vị có thể bị chút khó chịu bên trong, bất an hoặc làm việc không tốt. Ngồi thiền ánh sáng thì dễ hơn, thoải mái hơn. Nhưng thiền âm thanh là tuyệt đối cần thiết. Chẳng hạn, nếu quý vị thiền 3 tiếng ánh sáng, thì quý vị phải thiền 2 tiếng âm thanh. Bởi vì tỷ lệ tối thiểu ở nhà là 1 tiếng rưỡi thiền ánh sáng và 1 tiếng thiền âm thanh. Vì vậy, nếu thiền nhiều hơn, thì quý vị cần phải tăng đều lên. Như nếu 3 tiếng thiền ánh sáng thì 2 tiếng thiền âm thanh, 4 tiếng rưỡi thiền ánh sáng thì 3 tiếng thiền âm thanh. Quý vị phải điều hòa năng lượng. Quý vị phải để năng lượng đi lên tận con mắt thứ 3 và rồi lên tới luân xa vương miệng trên đỉnh đầu của quý vị. Bằng không, nếu quý vị không thiền âm thanh đủ thì năng lượng bị kẹt ở một nơi nào đó khác. Có lẽ năng lượng bị kẹt ở đan điền hoặc bị kẹt ở trung tâm cổ họng, và năng lượng nên thoát ra lên tuốt tận đỉnh đầu rồi đi ra và luân chuyển. Vì vậy, thiền âm thanh cân đối với ánh sáng là vô cùng quan trọng, cũng cho sự an bình của mình, không chỉ cho tiến bộ tâm linh thôi mà còn cho đời sống bình an. Dạ thưa sư phụ, ngoài ra để trí huệ phát triển thêm bởi vì sự cân bằng năng lượng bên trong. Phiên dịch có tốt không? Dạ tốt. Được. Ý tôi nói chúng ta phải thiền ánh sáng, bởi vì âm thanh nội tại rất quan trọng. Bằng không, năng lượng sẽ không cân bằng, và đời sống cũng sẽ không cân bằng. Điều đó sẽ không gây hại gì, nhưng đời sống chúng ta sẽ không cân bằng lắm, và mình sẽ không làm việc thuận lợi cho lắm. Do đó, thiền ánh sáng thiên đàng nội tại rất quan trọng, nhưng thiền âm thanh thiên đàng nội tại cũng rất quan trọng. Thiền âm thanh cần được kèm theo với thiền ánh sáng để nó có thể điều hòa lực lượng từ thiên đàng. Bằng không, nó có thể bị kẹt ở tiếng Phạn gọi là luân xa, nghĩa là các trung tâm năng lượng
để năng lượng tâm linh bên trong của chúng ta đi lên con mắt thứ ba hoặc lên đỉnh đầu của mình thì tốt hơn. Nếu năng lượng bị kẹt ở đâu đó, tại một nơi thấp hơn, như đan điền, luân xa tim, hoặc luân xa cổ họng, thì sẽ không tốt lắm. Năng lượng cần phải đi lên. Thiền âm thanh sẽ ép năng lượng đi lên để đẳng cấp của mình cao hơn và chúng ta có thể tiến bộ về tâm linh. Ở nhà quý vị phải thiền ít nhất 2 tiếng rưỡi. Nhưng lúc đến đây, mỗi khi có thời gian để thiền, quý vị nên tăng lên tùy theo số giờ thiền ánh sáng. Quý vị phải tăng thời gian thiền âm thanh cho cân xứng. Chẳng hạn nếu quý vị thiền 1 tiếng rưỡi ánh sáng, thì quý vị thiền 1 tiếng âm thanh. Và bây giờ khi chúng ta ở đây, thí dụ vậy, nếu thiền 3 tiếng ánh sáng, chúng ta nên thiền 2 tiếng âm thanh. Và nếu thiền 6 tiếng ánh sáng, thì cần bao nhiêu tiếng thiền âm thanh? 4 tiếng ạ. Đúng rồi, nó nên cân bằng như vậy đó. Tôi biết thiền ánh sáng, thiền đàn nội tại dễ hơn, thoải mái hơn. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng thiền âm thanh thiên đàng nội tại, bằng không năng lượng tâm linh của mình sẽ không thuận lợi lắm, và năng lượng an bình của mình sẽ bị giảm bớt. Chúng ta phải thiền nhiều hơn, để đời sống của mình sẽ an bình hơn và hòa thuận nhiều hơn với những người khác. Bất cứ điều gì chúng ta đóng góp, nó sẽ được thuận lợi. Vậy thì ở nhà sẽ được bình an và công việc bên ngoài cũng sẽ được thuận lợi, hiểu không? Dạ hiểu, chúng ta phải cân bằng bên trong và bên ngoài. Hãy nhớ, thiền âm thanh, điều đó rất quan trọng. Được rồi, hãy cố gắng hết mình để thiền nhé. Quý vị ở đây ổn không? Thiền thoải mái không? Dạ, thoải mái. Nếu lưu trú ngắn hạn ở đây, quý vị chỉ nên ăn, ngủ và thiền nhé. Dạ, giúp bất cứ gì mình có thể. Nếu liên lạc viên cần gì đó, quý vị có thể giúp với bất cứ gì mình có. Và rồi thiền. Thiền định mỗi khi quý vị có thời gian, vì cuộc đời chúng ta ngắn ngủi. Chúng ta không thể lãng phí vào những việc tầm thường. Vậy nên hãy nói ít lại và hướng nội nhiều hơn. Khi quý vị có cơ hội đến đây, hãy tìm chân ngã của mình bên trong nhiều hơn. Ý ta nói quý vị đã tìm thấy, nhưng cần phải hướng nội để phát triển thêm. Hãy tinh tấn hơn để bù đắp cho thời gian không thiền đủ ở nhà. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn sư phụ. Tôi sẽ gặp quý vị 1 hoặc 2 ngày tới. Tôi sẽ gặp quý vị vào ngày lễ kỷ niệm. Đây chỉ để nhắc nhở quý vị tu hành. Và khi về nhà, quý vị cần phải bảo các bạn đồng tu của mình, bảo tất cả liên lạc viên là hãy nhắc nhở đồng tu thiền thêm quán âm trong thời gian cầm tu và ở nhà. Có lẽ hộ pháp nên mang theo cái chuông nhỏ, bảo mọi người thiền. Sau khi thiền ánh sáng, họ phải thiền âm thanh cho tới khi chuông reo. Như thế ít nhất 1 tiếng âm thanh. Sau 1 tiếng chuông sẽ reo thì quý vị biết đó là 1 tiếng. Nhưng quý vị muốn thiền thêm quán âm với thêm tỷ lệ quán quang hoặc ánh sáng thì cũng được. Tôi nói khi quý vị về nhà, bảo những người khác thiền thêm quán âm thanh, cân bằng với ánh sáng. Ở nhà, sau khi thiền ánh sáng, thì có thể đặt đồng hồ báo thức, đặt đồng hồ reo, ít nhất 1 tiếng sau và quý vị sẽ biết rằng mình đã thiền âm thanh. Tối thiểu 1 tiếng, bằng không chúng ta chỉ ngồi 1 lúc và sẽ nghĩ rằng 1 tiếng trôi qua rồi. Và cũng sẽ không tốt nếu cứ nhìn đồng hồ hoài. Chẳng hạn nếu không có thời gian ngồi 1 tiếng thì có thể ngồi nửa tiếng và sau đó thiền tiếp nửa tiếng kia khi mình có thời gian. Như nếu quý vị đã thiền nửa tiếng vào buổi sáng thì sẽ phải thiền nửa tiếng vào buổi tối sau khi thiền ánh sáng. Chỉ cần giữ cho quân bình, tôi đã cho quý vị biết tỷ lệ rồi, chẳng hạn 1 tiếng thiền âm thanh và 1 tiếng rưỡi thiền ánh sáng và bảo liên lạc viên của quý vị ký một cái chuông nhỏ như cái các Phật tử dùng.
khi họ tụng kinh hoặc đọc kinh điển và rung chuông sau một tiếng thiền âm thanh để mọi người biết khi nào họ nên dừng nếu họ muốn dừng. Đó là cách thức trong khi cộng tu. Bằng không, quý vị chỉ ngồi một lúc và sẽ nghĩ rằng đã đến giờ dừng rồi. Tôi nói ở nhà, quý vị về nhà và nhắc nhở tất cả các bạn đồng tu thiền âm thanh thiên đàng nội tại cân bằng với thiền ánh sáng thiền đàng nội tại. Sau khi thiền ánh sáng thì thiền âm thanh. Quý vị có thể tiếp tục thiền âm thanh 3-4 tiếng nếu có thể, và rồi sau đó thiền ánh sáng thêm để cộng vào thời gian thiền âm thanh để làm đúng tỷ lệ ít nhiều như vậy. Ngoài ra, quý vị có thể bảo liên lạc viên kiếm một cái chuông nhỏ, chuông báo thức, chuông nhỏ xíu, và mọi người trong nhóm cộng tu sau khi thiền ánh sáng, họ nên cùng nhau thiền âm thanh cho đến khi chuông reo. Lúc đó họ sẽ biết nếu họ muốn thư giãn để làm việc khác, thiền ánh sáng hoặc có lẽ đến giờ về nhà, bất cứ việc gì, nhưng phải dùng chuông nhỏ để mọi người biết họ nên tiếp tục cho tới khi chuông reo. Để ít nhất họ biết đó là một tiếng rồi, họ có thể thiền ánh sáng nữa, hoặc có thể tiếp tục thiền âm thanh, sao cũng được. Ngoài ra, ở nhà nếu không biết thời gian thì quý vị nên đặt đồng hồ báo thức trong điện thoại hay gì đó, để mình chỉ nên thư giãn sau một tiếng thiền âm thanh, và đó là sau một tiếng rưỡi thiền ánh sáng. Tỷ lệ, quý vị phải thiền theo đúng tỷ lệ, và nếu không có thể thiền vào lúc đó, một tiếng thiền âm thanh, thì quý vị có lẽ thiền một nửa tỷ lệ của ánh sáng, và rồi một nửa tỷ lệ của âm thanh, và thiền phân nửa kia vào buổi tối để bù đắp cho đủ. Nếu biết rằng, thí dụ quý vị không có đủ thời gian để thiền 2 tiếng rưỡi, ánh sáng và âm thanh cùng lúc, thì quý vị chia ra, có lẽ quý vị thiền ánh sáng 1 tiếng rưỡi là 90 phút, phải không? Vậy quý vị thiền 45 phút ánh sáng, và rồi thiền nửa tiếng âm thanh, và rồi vào buổi chiều hoặc bất cứ khi nào có thời gian, quý vị thiền nửa còn lại. Quý vị chia thời gian thiền ánh sáng làm 2, và rồi chia thời gian thiền âm thanh làm 2, hoặc làm 4. Bất cứ khi nào có thời gian thiền, thì hãy chia ra. Nhưng quý vị phải thiền ánh sáng thiền đàng nội tại trước, phải thiền ánh sáng trước, niệm năm hồng danh, và rồi thiền âm thanh thiên đàng nội tại. Không sao. Nếu không có thời gian để thiền trọn 1 tiếng rưỡi, nhưng có thời gian có thể là quý vị chỉ có 1 tiếng, thì có thể thiền 40 phút ánh sáng và rồi 20 phút thiền âm thanh, chẳng hạn như vậy. Tỷ lệ nhiều hoặc ít hơn. Và rồi nếu không có nhiều thời gian hơn, thì quý vị niệm năm hồng danh trước. Có lẽ quý vị chỉ có 15 phút, thì niệm năm hồng danh, rồi thiền âm thanh. Niệm hồng danh 10 phút, và rồi quý vị thiền âm thanh 5 phút. Được rồi, cảm ơn quý vị. Tôi chúc quý vị tâm linh an lành và tiến bộ, và mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tôi sẽ sớm gặp quý vị. Cảm ơn sư phụ.